đối với mật khẩu modem wifi của VNPT nha bà con. Thì cái việc đầu tiên á, chúng ta sẽ kết nối vào cái wifi đó. Ví dụ như ở đây là mình mới vừa kết nối vào, nhưng mà mình không thích cái tên này và cũng không có thích cái mật khẩu của cái cục modem đó luôn, do cái anh thợ kỹ thuật từ trước anh làm á, anh tự đặt mật khẩu nên mình không thích cái này. Mình muốn thay đổi cái những cái tên và cái mật khẩu đó đi. Thì bây giờ một ha, chúng ta sẽ vào cái trang là 192.168.1.1. Vậy thì làm sao để biết cái địa chỉ này của chúng ta? Thì bà con có thể nha, vào cái wifi nè, sau đó bà con vào cài đặt wifi. Thì ở đây nó hiện là chúng ta đang kết nối vào cái wifi VNPT. Bà con bấm vào cái ba chấm ở đây nha, sau đó chúng ta chọn cài đặt mạng. Thì ngay lập tức bà con thấy nha, cái địa chỉ của cái máy mắc này mình đang sử dụng là 5, và cái bộ định tuyến đang là 192.168.1.1, nên mình biết cái địa chỉ ở đây là 192.168.1.1 như thế này nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ truy cập vào. Rồi cái tên đăng nhập ở đây sẽ là admin nè ha. Và cái mật khẩu á, thì cái mật khẩu này sẽ là do cái anh kỹ thuật anh cài internet xong á là anh sẽ tự đổi luôn cái mật khẩu nha. Cái này riêng ở bên VNPT mới có hai cái trường hợp này. Còn với những cái modem khác như là của Viettel hay là FPT á, FPT như thế này á, thì bà con có thể lật lên và bà con lấy cái mã nằm ở dưới đây của Viettel hay FPT. Còn riêng VNPT á thì chúng ta phải hỏi cái anh kỹ thuật đó để ảnh cung cấp cái mã này cho chúng ta. Còn nếu như mà ảnh đi về rồi bà con không có số điện thoại của ảnh nữa, thì bà con có thể gọi lên tổng đài và đề nghị họ cấp cái mật khẩu đó. Thì chút xíu nữa anh đó anh sẽ gọi lại và ảnh cho bạn cái mã này. Rồi chúng ta lấy cái mã này, chúng ta đã mới đăng nhập vào và quản lý được cái modem wifi của chúng ta. Login vào. Rồi đầu tiên mình không thích cái mật khẩu do anh cấp á, thì mình sẽ chuyển qua cái thẻ maintain nè. Sau đó chúng ta sẽ đặt lại một cái password mới nha. Rồi sau đó mình sẽ save lại. Rồi. Và con lưu ý nha, cái cấu trúc này là chúng ta sẽ gồm có ký tự hoa, ký tự thường, ký tự đặc biệt và số. Bà con phải đảm bảo tất cả những cái này thì nó mới cho chúng ta thay đổi thành công nha. Rồi ok, vậy mình đã đổi được cái mật khẩu xong. Vậy mình sẽ đăng nhập lại. Sau khi đổi là tự nó out ra luôn nha. Bây giờ đăng nhập lại thì bây giờ mình sẽ nhập cái mật khẩu mà mình mới vừa đổi đó. Login vào lại. Rồi, như vậy là đã đổi thành công mà không cần phải reset modem luôn nha bà con. Rồi tiếp theo thì bây giờ mình sẽ tạo một cái wifi có cái băng tần riêng là 2.4G. Và tạo cái wifi băng tần 2.4G để chi? Có nghĩa là để chúng ta sẽ kết nối những cái thiết bị camera hoặc là những cái dòng thiết bị thông minh mà đời trước thì nó sẽ thường sử dụng sóng wifi là 2.4G, để chúng ta kết nối tất cả các thiết bị đó vào trong cái băng tần này. Tiện quản lý hơn rồi sao nha. Thì bà con nào mà muốn vào vạch tìm thì có thể làm theo. Đầu tiên mình sẽ qua cái thẻ là Interface Setup nè. Sau đó mình qua cái Wallet 2.4G này nha. Thì bà con thấy nè, cái SSID 1 nè là cái tên, đó là VNPT. Họ đang tạo một cái băng tần kép á. Rồi bây giờ mình mà muốn để yên cái này, rồi sau đó mình sẽ muốn tạo thêm một cái wifi khác thì mình qua cái số 2 đi. Là sẽ không đụng tới cái wifi cũ. Nó tự động tạo ra một cái tên. Thì ở đây bình thường á mình thường tạo một cái wifi tên như thế này để mình add những cái dòng camera của mình vào. Thì bà con có thể tạo cái tên gì cũng được nha. Cái loại nè, bà con lưu ý cái chỗ này nha. Cái này mình không biết nhưng mà theo kinh nghiệm thôi, ngày trước á là mình từng gặp một cái modem Viettel, họ để cái này mặc định thì mình không có cài camera được, mặc dù làm hoài luôn cũng không được. Sau đó mình chuyển qua cái chữ T-Keep này nè thì mình làm được. Thì cái này là kinh nghiệm thôi. Bây giờ ở đây mình sẽ để lên mặt này là cả hai cái này luôn. Rồi còn đây là cái mật khẩu thì mình sẽ nhập mật khẩu vào cho cái wifi này. Rồi tiếp theo những cái này thì có thể để mặc định luôn cũng được. Cái bandwidth này là bà con cần thì có thể chuyển qua 40 nha, để cho nó phát rộng ra. Mình ở đây mình camera mình kết nối gần thôi, mình sẽ để mặc định 20. Thì tùy bà con muốn phát rộng thì có thể chuyển qua 40 hoặc là để là tự động chuyển từ 20 qua 40. Còn không rành thì cứ để kệ nó đi, để toàn bộ hết qua. Rồi bây giờ mình sẽ save lại. Rồi như vậy nó đã out ra một lần nữa rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập vào lại tiếp. Rồi tiếp theo sẽ kiểm tra xem cái có cái wifi mà mình đã tạo ra chưa. Khi nãy là bà con thấy mình chưa có chỉnh qua cái on nè, nên nó sẽ không có nha. Bây giờ mình kiểm tra lại mới thấy, thì bà con nhớ bật cái này từ off qua on. Sau đó bà con bấm save lại. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cái wifi. Đây, bà con thấy nha, nó đã lên cái đặt camera ở đây nha. Rồi bây giờ mình đã có một cái wifi băng tần 2.4G riêng để mà mình cài những cái thiết bị thông minh bên ngoài vào. Tương tự, ví dụ như bà con muốn để cái wifi là VNPT đó để cho ai sử dụng cũng được, hoặc là sau này bà con muốn mà riêng một cái wifi băng tần 5G riêng, ví dụ trường hợp đây đi. Và mình tạo ra một cái nữa để mà mình chỉ chơi game hay này nọ thôi. Ví dụ vậy ha, mình sẽ để là cà phê at home 5G. Ví dụ mình tạo thêm một cái wifi nữa, mình để như thế này. Rồi ở đây mình sẽ đặt mật khẩu nha. Bà con đơn giản thì cứ để vậy thôi nha. On lên nè, đặt tên, tạo cái mật khẩu. Còn mấy cái này không rành, để luôn, để nguyên si hết, đừng có đụng vô là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bấm save lại. Mà save thành công thì nó sẽ out ra.
nó out ra rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục mở kiểm tra coi là nó đã có một cái wifi đó chưa. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục qua cái thẻ này để mình xem coi nó có một cái wifi mới hay không. Mà con tạo bao nhiêu cái cũng được, nhưng mà tạo nhiều quá nó rối chứ không được gì hết à. Chúng ta chia ra những cái thứ này, thứ cần thôi. Bà con thấy nha, bây giờ nó ra lên đây nè, cà phê S25G nha. Đấy thì ở đây chúng ta muốn tạo cái 5G thì chú ý mà đặt thêm cái tên này vô để mình dễ nhớ thôi. Ví dụ như đây nè, wallet 5G, mình không đặt cái chữ 5G đó cũng được, nếu như của mình nhà mình nhớ thì khỏi cần để 5G. Nhưng mà mình muốn tạo ra 5G luôn để khi mà cái nó vào là nhìn là nhớ liền. Còn cái 2.4G thì để cài thiết bị riêng thì mình để nó là đặt camera. Rồi vừa rồi là mình đã hướng dẫn cho bà con cách đổi mật khẩu modem Wi-Fi nè và tạo Wi-Fi 2.4G lẫn 5G. Rồi bà con còn hỗ trợ thông tin gì nữa thì hãy bình luận trong video và nhớ follow mình để biết thêm nhiều thông tin.